Đảng ủy cơ quan thành đoàn long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 năm 2024 tại Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan thành đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 94 năm qua, đồng thời thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ thành phố sẽ nỗ lực ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Năm 2023, Đảng bộ cơ quan thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên cơ quan thành đoàn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo hoạt động cơ quan thành đoàn đạt được nhiều kết quả thắng lợi. Đảng ủy cơ quan thành đoàn phối hợp ban thường vụ thành đoàn trong triển khai quán triệt sâu rộng cho cấp ủy đảng viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở đoàn trực thuộc học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, nghe báo cáo chuyên đề, học tập và làm theo lời Bác năm 2023. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được cấp ủy các chi bộ quan tâm, tạo điều kiện môi trường cho đoàn viên ưu tú rèn luyện, trưởng thành thông qua các phong trào thi đua của cơ quan thành đoàn và thông qua giao nhiệm vụ công tác tại từng đơn vị. Năm 2023, Đảng bộ cơ quan thành đoàn có 27 đảng viên mới được kết nạp. Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy cơ quan thành đoàn đã khen thưởng 23 tập thể và 27 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, tặng giấy khen cho 23 tập thể và 29 điển hình dân vận khéo năm 2023 và trao tặng kỷ niệm chương cho đảng viên tròn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm và 40 năm tuổi Đảng. Dịp này, công đoàn và đoàn thanh niên cơ quan thành đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy cơ quan thành đoàn với số lượng là 150 đồng chí. Đồng thời, công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh cơ quan thành đoàn liên tịch thống nhất các nội dung ký kết phối hợp và triển khai thực hiện trong năm 2024.